Xin chào cả nhà, Tomato Hường đã quay lại rồi đây. Trong video này, Hường sẽ hướng dẫn anh chị em trong khóa 20 Days of Clipping chuyên sâu cũng như các anh chị em đang làm Clipping về cái cách sử dụng Clipping trong giao diện mới. Bây giờ Clipping nó cập nhật liên tục, nó thay đổi giao diện. Có thể là chúng ta hơi lạ lẫm nhưng mà xem chút xíu rồi chúng ta hiểu liền. Ok, khi mà vào clipping.com, chúng ta sẽ thấy giao diện mới. Chúng ta không thể vào cái mục Marketplace khi mà chúng ta chưa đăng nhập nữa. Còn ngày xưa thì chúng ta có thể đăng vào Marketplace trước khi đăng nhập luôn. Ở giao diện này thì chúng ta thấy rằng Clipping nó đang tập trung vào một cái nữa, đó là bán lẻ. Thay vì ngày xưa chỉ là có thể lên đây để làm affiliate marketing hoặc trở thành vendor thôi. Nhưng mà bây giờ người ta lên clipping.com, người ta có thể làm thứ nhất là trở thành một khách hàng, thứ hai trở thành một vendor, hoặc thứ ba trở thành một affiliate marketer, tức là mình quảng bá các sản phẩm cho người khác để nhận hoa hồng. Chúng ta có thể thấy này, lên đây để bán nè, lên đây để quảng bá, lên đây để mua, lên đây để học tập. Học tập thì cũng là mua thôi luôn, tức là chúng ta mua các khóa học trên này và học. Ok, rồi bây giờ làm thế nào để ra giao diện mà chúng ta thường sử dụng? Chúng ta bấm vào chữ plugin, username, password, cái mail của mình cũng được, như đợt trước mà chúng ta đã tạo đấy. Thì Hường đăng nhập vào cái tài khoản hôm trước Hường tạo, bởi vì cái tài khoản cũ của Hường ấy là tạo cách đây nhiều năm rồi, nó không có giao diện này. Bây giờ Hường đăng nhập nó sẽ không ra giống như mọi người, nên Hường lấy một cái tài khoản mới để đăng nhập cho mọi người xem. Mật khẩu. Ok. Sau khi đăng nhập ra giao diện này thì sử dụng bình thường thôi. Bây giờ làm nào để ra giao diện cũ? Thì chúng ta kéo xuống, chúng ta bấm vào cái nút màu xanh như thế này. Đây là cái ID Clipping của mình. Bây giờ mình chỉ cần nhấp vào cái ID thì nó sẽ ra cái giao diện cũ như và bình thường chúng ta vẫn xài. Đấy, nó ra giao diện này. Cái tài khoản này Hường chưa xác nhận email nữa. Các bạn nào mới tạo tài khoản Clipping thì mình vô email mình xác nhận thì tài khoản của chúng ta mới hoạt động được nha. Ok, ra giao diện này thì chúng ta muốn quảng bá cái sản phẩm thì chúng ta bấm vào Marketplace, chúng ta quảng bá bình thường. Ở đây có hàng ngàn cái sản phẩm mà chúng ta muốn quảng bá, cái nào thì quảng bá. Nếu mà bán sản phẩm này thì chúng ta sẽ 100 đô hoa hồng ha. Mình lấy ví dụ thôi. Ở giao diện này thì chúng ta cài đặt bình thường. Ví dụ muốn cài đặt thẻ ngân hàng vô thì chúng ta vào một account setting, cái thẻ Payoneer của mình vô để rút tiền đó cả nhà. Thì chúng ta vào account setting bình thường như các video trước Hường hướng dẫn. Nếu ai chưa biết thì quay lại bộ video hướng dẫn về Clipping ở trên kênh YouTube của Hường để xem ha. Hoặc là chúng ta xem các reporting, tức là báo cáo kết quả làm affiliate của mình. Hoặc là chúng ta muốn vào một vendor nhà cung cấp, nếu mà chúng ta có sản phẩm ở trên Clipping thì chúng ta vào vendor setting và bình thường. Đấy, những cái thao tác trên Clipping nó không có thay đổi đâu cả nhà. Các video trước Hường đã hướng dẫn rất là kỹ rồi. Mọi người lên xem các video khác ở trong danh sách phát trên kênh YouTube của Hường nha. Danh số của mình, sale của mình cũng có thể hiện ở trên giao diện này rồi. Và điều đặc biệt qua giao diện của Clipping thì chúng ta thấy đó là Clipping còn tập trung vào những nhà cung cấp nữa. Nên về tương lai, về lâu về dài thì các bạn hãy suy nghĩ tới việc chuyển sang làm vendor trên Clipping. Ví dụ như là chúng ta làm quảng bá các sản phẩm ở trên Clipping, chúng ta nhận khoảng cỡ 50% đến 90% hoa hồng trên một đơn. Mà nếu mà chúng ta làm vendor thì chúng ta sẽ có khoảng cỡ sẽ có 100% phần trăm cái sản phẩm đó luôn. Tức là chúng ta tạo sản phẩm đó, chúng ta cũng là người đi bán luôn, thì chúng ta hưởng trọn bộ cái sản phẩm đó. Thì chúng ta sẽ sở hữu luôn cái quyền quảng bá sản phẩm nè, rồi chúng ta tự làm trang sale page, chúng ta tự làm trang bán hàng, rồi chúng ta sở hữu luôn cái sản phẩm. Đương nhiên là sản phẩm bằng tiếng Anh thì đôi khi chúng ta sẽ gặp yếu thế về mặt tiếng Anh. Tuy nhiên là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái sản phẩm ở trên mạng giải quyết cái vấn đề cho khách hàng, và chúng ta có bản quyền để sử dụng. Hiện tại là trong cái khóa 20 Days of thì Hường có để ở trên trang công cụ đó. Cả nhà sẽ thấy đó là những cái cuốn ebook hướng trong đó. Để trong đó thì mọi người có quyền sử dụng cái cuốn đó để đăng ở trên Clipping, và mọi người tạo cái trang sale bay, tạo cái trang bán hàng để mọi người bán. Bên Clipping họ khuyến khích chúng ta đăng cái sản phẩm lên là bán này, sale này, đưa lên đầu tiên, nên mọi người có thể là trở thành vendor và có thể là chúng ta sẽ được dễ chấp nhận hơn, tức là được duyệt ok hơn để đăng cái sản phẩm ở trên Clipping. Đây là một cái xu hướng mới, chúng ta hãy thay vì chỉ quảng bá trên Clipping, chúng ta chuyển sang một cái giai đoạn mới, đó là chúng ta có thể đăng cái sản phẩm trên Clipping bán. Mọi người lưu ý là ở trên đây chúng ta chỉ cần tạo sản phẩm một lần, tạo trang survey, tạo cái trang opt-in cái hệ thống phễu của mình một lần, thì chúng ta có thể là quảng bá cái sản phẩm này thì nhận hoa hồng nhiều lần rồi. Trong các bài video chia sẻ tiếp theo trong kênh YouTube tomatohường.com,
Tomato Hương Official, mọi người sẽ thấy sau này Hương sẽ chia sẻ về cái cách mà chúng ta có thể đăng cái sản phẩm ở trên Clubbank và bán. Ok các anh em, đón chờ cái video tiếp theo nha. youtube.com/tomatohuong. Ở trên này có rất là nhiều video chia sẻ về affiliate marketing, làm nào để kiếm tiền với affiliate marketing, tạo thu nhập thụ động. Mọi người vào cái danh sách phát, ở đây sẽ có rất là nhiều bộ video chia sẻ về công cụ thanh toán PayPal này, về thư tải lời tự động GetResponse, về affiliate marketing, về email marketing, về sử dụng cái Zoom meeting, bộ video hướng dẫn về Clickbank, công cụ hỗ trợ chạy quảng cáo Bing Ads vân vân. Có rất là nhiều các bộ video hướng dẫn cho mọi người ở đây. Mọi người nhớ vô đây để tham khảo các video để giúp cho chúng ta chuẩn bị hành trang trong hành trình kiếm tiền với affiliate marketing và kiếm tiền trên mạng nha. Ok, nhớ subscribe kênh của Hường. Hường rất là vui nếu mọi người comment, bình luận một điều gì đó dưới video này, like video và chia sẻ nếu các bạn thấy hữu ích. Tham gia vào group sách laptop lên và đi và follow Hường ở trên Facebook nha. Bye bye, hẹn gặp lại video tiếp theo.